một cụ ông là sắp bước sang tuổi gọi là 108 ở Na Uy thì lại có một cái cách sinh hoạt và có một cái sống hoàn toàn khác biệt. 108 tuổi. Dạ. Cụ ông cao tuổi nhất Na Uy, Jorme Fornigard, mới đây đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ khi chia sẻ bí quyết sống lâu của cụ. Cụ Trọt cho biết cụ ăn và uống bất cứ thứ gì cụ thích trong suốt cuộc đời, thậm chí cụ còn nghiện thuốc lá nặng cho tới những năm 40 tuổi, từng có thời gian hút đến 60 điếu thuốc mỗi ngày và hiện vẫn giữ thói quen uống một ly rượu mỗi ngày. Cụ tự lái xe cho đến năm 95 tuổi khi mới bắt đầu mờ. Ngoài ra, cụ cho con cho rằng vui vẻ cũng là một yếu tố quyết định số tuổi thọ của bạn. Cụ Trọt sinh năm 1910, vào ngày 12 tháng 1 tới đây, cụ Trọt sẽ bước sang tuổi thứ 108. Trước đó, người cao tuổi nhất Na Uy là ông Torbjørn Øvrebø đã qua đời ở tuổi 108, nên cụ Trọt đã trở thành người đàn ông cao tuổi nhất nước này. Cụ Trọt cho biết cụ không quá quan tâm đến kỷ lục mà cụ đang giữ ở Na Uy vì cho rằng đó là một suy nghĩ không tốt. Sau một thời gian sinh sống và làm việc tại Mỹ, thì vợ chồng cụ Trọt trở về Na Uy và vào năm 1992, vợ cụ qua đời vì viêm phổi, nên cụ chuyển đến nhà dưỡng lão và ở đó cho đến bây giờ.